Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh YouTube của công ty Thế Giới Bảo Vật. Thì trong thời gian gần đây, bên em nhận được khá là nhiều yêu cầu cần tìm một dòng máy in có thể in được những content rất là rất úi để ứng dụng cho các cửa hàng kinh doanh về lĩnh vực này, hoặc như là các bộ phận rất là rất úi tại các resort hoặc là các khách sạn. Thì hôm nay em xin giới thiệu với mọi người một dòng máy có thể đáp ứng được các yêu cầu này. Thì mọi người hãy cùng em tìm hiểu cũng như là khám phá về cách hoạt động, cách in ấn của dòng máy này ra sao. Thì đây là dòng máy mà em muốn giới thiệu với mọi người. Thì chiếc máy này nó có thể in ra những content ứng dụng trong công việc giặt là giặt túi. Thì thường những content này nó được làm bằng chất liệu vải hay thường gọi là chất liệu ruban nha mọi người. Đây, trên này mình có thể in được những cái thông tin liên quan như tên khách hàng, số phòng, tất những cái yêu cầu mình có thể in ở trên này. Thì đây là những content dạng vải này, mình có thể là đính vào áo quần bằng cách là móc vào hoặc là cột vào những cái đai quần hoặc là những cái đai áo ở bất kỳ đâu ha. Mục đích của cái này để mình có thể là trả đúng khách hàng để không bị nhầm lẫn trong quá trình sau khi mà giặt xong ha. Thì để em giới thiệu sơ qua về chiếc máy này để cho mọi người cùng xem ha. Thì đây là dòng máy Ring 412 BAE cộng mà em muốn giới thiệu với mọi người. Đây mọi người có thể xem. Thì đây là dòng máy để bàn nên thật ra là kích thước của nó khá là nhỏ gọn. Nên thế nên mình có thể là tiết kiệm được cái vị trí cũng như là cái không gian để mình đặt máy ha. Để em mở lên cho mọi người xem. Phía sau này, phía trong này thì mình có thể là lắp cái cuộn nhãn đôi băng của mình. Nếu như cuộn nhãn dài quá thì mình có thể là sử dụng ở phía sau và sử dụng cái gác giấy. Thì khi mà mua máy thì bên em sẽ có đi kèm cái gác giấy này. Nếu mọi người cần mua thêm ha thì mình để ngoài. Nếu cái cuộn đôi băng là quá to ha, hoặc là mình sử dụng được cái cuộn này ha. Tiếp theo phía trước này thì đây là cái bộ phận lắp mực, cái quần mực để mình in ra. Đây mọi người có thể thấy không? Cái phiên bản tiêu chuẩn của dòng máy này thì thường là sẽ không có dao cắt, nhưng em hiện tại em đang show cho mọi người xem là cái phiên bản có dao cắt luôn ha. Mọi người có thể là mua thêm cái dao cắt này để sau khi in ấn ra thì nó có thể là cắt luôn con tem này. Thì lát này em sẽ in và cắt cho mọi người xem. Sau khi in ra thì nó sẽ cắt luôn cho mọi người, rất là tiện lợi. Mình có thể in hàng loạt nhiều khách hàng, sau đó là nó in ra từ cái nào cắt cái đó, rất là tiện, đỡ mất công mình là phải cắt tay ha mọi người ha. Thì đây là số cái rồi một số cái thông số cơ bản. Thì chiếc máy này có độ phân giải đó là 300 dpi, nên thành ra là cái nét chữ được in ra được là rất là sắc nét, cái kèm với đó là rõ ràng ha. Có cả in những cái thông tin nhỏ ở trên cái này. Độ rộng độ in của cái dòng máy này lên tới 4 inch, tương đương với tầm 105mm, nên mình có thể là sử dụng để mình có thể là in những cái kích thước nhãn vải tùy chỉnh theo cái yêu cầu của mình ha. Tốc độ in của nó cũng tương đương với là 5 inch trên dây, nên mà mọi người có thể là sử dụng trong quá trình in ấn ha. Nó in được khá là nhanh. Em giới thiệu phía sau một xí ha. Thì về cái cổng giao tiếp của máy, mọi người có thể thấy ha, thì máy thì nó có cổng, đầu tiên là cổng USB, thứ hai là cổng GS232, ba là cổng LAN. Thì đối với phân khúc để bàn mà có dòng máy có cổng LAN thì cũng khá là một điểm nổi bật của cái dòng máy này nha mọi người. Thường là nếu như mà mình chọn cổng LAN là thường option, nhưng mà đây phiên bản tiêu chuẩn là đã có luôn cổng LAN ha. Đó, và cổng USB thì mình có thể sử dụng. Khi mà mọi người sử dụng cổng LAN thì chắc chắn có một cái lợi ích, đó là nhiều máy tính mình có thể là trong nội bộ của mình có thể là sử dụng chung một máy in này nha, mà đỡ phải rút cho USB ra cắm ra cắm vào ở nhiều máy khác nhau. Thì bây giờ em sẽ là tiến hành cắm vào như để thử cho mọi người xem để khả năng in ấn của cái dòng máy này và nó in những con đèn tem nhãn như thế nào ha. Đây, sau khi cắm vào thì trong quá trình sử dụng máy thì bên em cũng có sẽ cài đặt cho mọi người một cái phần mềm để mình có thể là tạo những content thiết kế, để mình có thể là nhập những cái thông tin lên trên đó, mình tùy chỉnh nhập ha, nhập những thông tin lên trên này ha. Đây mình có thể in content ra. Đây mọi người có thể xem ha. Đây ví dụ như là thông tin này, khách hàng này chị Thủy đến số phòng 32, hoặc là những thông tin lưu ý ở phía dưới này mình có thể in dài ra thế này để mục đích là để mình có thể là gắn hoặc là mình cột những cái này lên trên áo quần hoặc là những đai áo đai quần để nó cố định lại trong quá trình nó không bị rơi ra đó. Hoặc là mọi người có thể là tùy chỉnh cái độ dài này trên này có. Hiện tại thì em sẽ in một vài con cho mọi người xem ha. Mình có thể là cũng có thể là in những cái thông tin liên tiếp khác nhau lên con tem này nha mọi người. Đây một con này.
nó phải giống nhau, thì tùy theo mà mình mong yêu cầu của mình có thể thiết kế vấn đề. Khá là đơn giản. Đây, 3 anten, mọi người xem nha. Cái thế nét chữ trên này rất là sắc nét này, cũng như là rõ ràng này. Anten in ra này, đọc đều này. Đó. Sau khi in ra thì mọi người có thể xem đó. Thì bây giờ em sẽ test thêm cho mọi người xem. Thì chiếc máy này ngoài cái khả năng in ấn thế này thì những cái nét chữ thế này thì mình cũng có thể là trong quá trình mà giặt thì bằng máy giặt hoặc là bằng những xà bông thì nó sẽ không bị phai chữ trong quá trình giặt, để làm ảnh hưởng tới quá trình trả đồ của mình ha. Thì em ở đây em là chuẩn bị cho mình, em là chuẩn bị một cái tô dĩa, cái này là em có trộn xà phòng vô đây nha mọi người, trộn cái bột giặt vô đây nhé, bột giặt. Đó, thì ví dụ như là cái này em sẽ bỏ vô trong này, em sẽ nhúng vào em giặt luôn đó. Cái này là nhàn vải nên thật ra là mình cứ nó giống nhau, quần nên lúc nào khô thì nó sẽ khô theo luôn à. Cái nhàn vải ha, nhưng trong quá trình giặt ha, em sẽ trà mình cái này nhé. Đây em sẽ trà mình cho mọi người xem ha. Cái này là bột giặt nhá. Trong quá trình giặt, mới giặt đỉnh này kia nó cũng sẽ không bị phai màu, để trong không bị phai chữ ở trong này. Đây, em sẽ để ra lại cho mọi người ha. Các mọi người có thể xem ha. Hiện tại nó chỉ ướt thôi ha. Đó, mọi người, nó ướt và nó nhăn thôi. Tại vì trong quá trình em vầy vò thì nó nhăn thôi. Còn cái thông tin trên này thì chắc chắn nó sẽ rất là rõ. À. Mục đích em làm như thế này để em cho mọi người thấy là chiếc máy này nó có thể in được những thông tin rất là rõ nét. Đi kèm với đó là mình sử dụng đúng những cái loại mực cũng như loại nhạt thì chiếc máy này nó sẽ in ra những cái nét chữ này, nó không bị bay, không bị phai trong quá trình mà giặt bằng tay hoặc là bất kỳ giặt bằng máy ha. Nó đảm bảo được cho mình hai yếu tố quan trọng nhất mà khi mà mình sử dụng trong cái công việc giặt ủi đó. Còn cái độ dài kích thước này kia mình có thể điều chỉnh cũng như là mọi cái đó, mọi người có thể xem. Thì vừa rồi em đã giới thiệu cho mọi người về dòng máy Rin 412 TA còn in tem giặt là giặt ủi. Thì như mọi người có thể thấy, nó có thể in ra được những con tem rất là sắc nét cũng như là độ bền cao. Đi kèm với đó đặc biệt là nó sẽ không bị bay, không bị phai sau quá trình giặt. Thì đây là một phương pháp nó tốt hơn nhiều so với phương pháp cũ của mình, đó là mình sử dụng để ghi bằng bút ha. Thì nó dễ bị bay, dễ bị phai sau quá trình giặt, nó mất những thông tin ảnh hưởng tới công việc của mình. Thì đây là dòng máy mà em giới thiệu với mọi người. Đây là dòng máy nó full combo nha mọi người, bao gồm vừa máy vừa dao cắt. Thì nếu như mức đầu tư chi phí ban đầu của mình không cao thì mình có thể là sử dụng chỉ có máy thôi. Sau đó thì khi mà in tem ra thì mình sử dụng kéo hoặc là sử dụng cái gì đó cắt bằng tay ra ha mọi người. Còn em giới thiệu với mọi người là nguyên combo. Nếu như mức đầu tư của mọi người có đủ thì mọi người chọn luôn full combo thì rất là thuận lợi và thuận tiện cho công việc của mình, hiệu quả nó sẽ cao hơn ha. Thì nếu như mọi người có thắc mắc hoặc mọi người cần tư vấn hoặc là mọi người cần tìm hiểu bất cứ vấn đề gì về dòng máy này hoặc là các dòng máy in, mọi người hãy liên hệ tới công ty Thế Giới Bảo Mật qua số hotline 1900 3438 hoặc là truy cập vào website thegioibaomat.com. Nếu thấy video này hữu ích thì mọi người cho em xin một like và một subscribe. Em xin cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả mọi người.